Một con mồi quá to gây ra nhiều khó khăn cho báo Hoa Mai. Chưa kể nó vẫn còn thấm mệt sau cuộc săn. Nó không được nghỉ thở. Nó phải tha con mồi lên cây càng sớm càng tốt. Đáng lo nhất lúc này là một con chó hoang trên xác không ngừng quấy nhiễu. Cả trên xác cố gắng phá để cản con báo tha mồi lên cây. Nó đang kéo dài thời gian để tiếp viện tới cướp mồi. Con báo buộc phải dừng lại để đánh đuổi kẻ quấy nhiễu. Tới gần gốc cây rồi, nhưng sự quý quắn đang làm cho nó rối thêm. Con mồi là một con linh dương sừng cao cỡ lớn. Con báo này rất khỏe mới săn được. Không kịp rồi. Kẻ trinh sát đã dẫn tiếp viện tới. Số đông áp đảo, bầy chó hoang cướp mồi trắng trợn. Con báo chính thức mất bữa ăn. Mọi công sức của nó đổ sông đổ bể. Bầy chó hoang quá hung tợn và rất kỷ luật. Số đông thành viên tập trung vào xử lý con mồi, để lại hai thành viên đứng dưới gốc cây canh chừng con báo. Nhưng cục diện lại thay đổi. Thành phần thứ ba xuất hiện. Hai con linh cẩu lao vào cướp mồi của bầy chó. Sự hỗn loạn thấy rõ. Lực lượng ngang cơ nhau, bầy chó tạo vòng bao vây tấn công kẻ địch. Công nhận linh cẩu khá lì đồn. Những cố gắng của chó hoang có thể làm con báo Hoa Mai lúc nãy bị thương, nhưng với linh cẩu thì chẳng hề hưởng gì. Bầy chó đang làm mọi cách để tách hai con linh cẩu ra, nhưng có vẻ vẫn chưa ăn thua. Một con linh cẩu chấp nhận ăn đồn và chống trả lại bầy chó, để đồng loại của mình có thời gian xẻ thịt con mồi. Cuộc chiến quyết liệt hơn bao giờ hết. Cuộc diện có sự thay đổi mới. Con linh cẩu thứ ba xuất hiện. Chúng đến từ một đàn. Giờ sức mạnh nghiêng hẳn về linh cẩu. Bầy chó buộc nới lỏng vòng bao vây. Chúng tấn công dè chừng hơn. Nhưng linh cẩu không quan tâm, vì chúng biết bầy chó giờ chẳng có cửa để thắng nữa. Chúng tập trung xẻ thịt con mồi trước khi sư tử kéo đến. Bởi khu vực này quá ồn ào, mãnh thú sẽ kéo tới mỗi lúc một đông hơn. Con linh cẩu thứ tư xông tới, nhưng nó bị xua đuổi thẳng thừng. Có lẽ nó là thành viên thấp nhất trong đàn nên bị đuổi đi. Chiến tranh cũng xảy ra ngay trong chính nội bộ linh cẩu. Còn với bầy chó, chẳng khác gì báo Hoa Mai. Chúng chính thức chiến bại và tốn rất nhiều công sức. Con mồi to lớn bị linh cẩu nhai sạch trong vòng vài phút.